con xin dâng muôn lời kinh thấm lễ chan hòa. Con kêu vang Chúa nhân từ ghé mắt xót thương, mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhớ, lắng nghe con khấn lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này, trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yêu đôi Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa quan nhân thương gọi chớ Chúng con xin hân hoan kính chào quý cha, quý thầy phó tế, quý ông bà cố, quý sơ, quý thầy, quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã cùng hiệp dâng với chúng con để mừng lễ Chúa Nhật Hồng là Laetare Sunday ngày hôm nay. Và như là một cái bài hát ở bên Việt Nam có nhạc sĩ Duy Mạnh có nói là tại sao yêu nhau không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau. Con biết là giờ đây rất là nhiều ông bà cụ trong giáo xứ Đức Mẹ La Vang nói riêng, cũng như tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em nói chung, rất là đang đau khổ vì không được đến nhà thờ dâng thánh lễ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây không phải là một cuộc cấm đạo, nhưng là do chúng ta tự nguyện để chúng ta ý thức, để chúng ta giữ sức khỏe, giữ y tế chung cho mọi người. Chính vì vậy mà chúng con cũng cảm ơn Đài Việt TV đã cho chúng con có cơ hội để đến với quý cụ, quý bà và anh chị em trong màn ảnh nhỏ này. Tuy nhiên con cũng mời gọi quý cụ, quý bà và anh chị em giống như con đây, giờ đây nhắm mắt lại tưởng tượng rằng tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đang hiện diện trong ngôi thánh đường rất là trống vắng này, thì con cũng mời quý cụ, quý bà và anh chị em hãy nhắm mắt lại để chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang ở trong ngôi thánh đường, nơi đó có bàn tiệc lời Chúa, nơi đó có bàn tiệc thánh thể để mở ra cho chúng ta, để chúng ta lãnh nhận, để chúng ta đón tiếp và chúng ta cử hành. Với tất cả những tâm tình mà chúng ta đã nghe cha phó Hải Đăng giao sáng nay, con cũng thêm nhấn mạnh đến chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco và vị chủ chăn Đức Hồng Y Daniel Dinado của chúng ta là vị chủ chăn. Xin cho các ngài được sức khỏe, ơn khôn ngoan, ơn can đảm và đạo đức thánh thiện để có thể tiếp tục lèo lái con thuyền của giáo hội đến bến bờ bằng an, vượt qua tất cả những ngày chay thánh này để chúng ta cùng chuẩn bị tâm hồn để đón mừng lễ vượt qua. Và giờ đây xin kính mời toàn thể chúng ta cùng bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau một tuần lao lụng vất vả với bao nhiêu những niềm vui, những nỗi buồn, những nụ cười, những nước mắt, những thành công, những thất bại, những lo toan trong cuộc sống, và giờ đây chúng ta lại tề tựu trước bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Vậy để tất cả những lời ngợi khen, tạ ơn, chúc tụng và nguyện xin của chúng ta đáng được Thiên Chúa thương đón nhận và ban ơn chúc phúc, giờ đây chúng ta hãy hồi tâm nhìn nhận những thiếu sót, yếu đuối, tội lỗi của mỗi người chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thầy và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng ta. Xin Chúa thương xót. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Thời đó, Đức Chúa phán với ông Samuel: Ngươi hãy lấy dầu đổ vào đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Jesse, người Bethlehem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Jesse và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Eliab, ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Jesse: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse: Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời: Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse: Xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel: Đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Amen.
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Người đã dẫn về bên dòng suối mát, tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa dẫn đường, dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tối, tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. Chúa chăn nuôi còn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù, người đã sức trên đầu dầu thơm người lai lắng, tôi vui sướng thành thơi vì Chúa thương hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Còn sợ ai? Trọn cuộc sống dương gian ân sùng Chúa tuôn tràn, người là Chúa nhân từ hằng thương người công chính, tôi vui sướng thành thơi êm ái thay nhà người. Chúa chăn nuôi bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em,
xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa, đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng, vì những việc chúng làm lén lút thì nói lên đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra, mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tử vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa nói: tôi là sự sáng thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Chúa Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phải. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin ở đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Chúa Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, rồi rửa, tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Chúa Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp:
Thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Chúa Giêsu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói, thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Đó là lời Chúa. Chúng con vừa đọc xóa tội chúng con. Kính thưa cộng đoàn, như lời cha chủ tế đã thưa lúc đầu lễ, ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật Hồng. Một niềm vui nho nhỏ lóe lên giữa những u buồn của mùa chay thánh. Một màu hồng tỏ rạng giữa những màu tím bao phủ lấy mùa chay thánh. Ngày hôm nay đánh dấu chúng ta đã đi nửa chặng đường của mùa chay. Ngày hôm nay cũng đánh dấu những ngày mà chúng ta đang tiến sát tới cái biến cố cứu độ phát sinh từ Thiên Chúa chúng ta. Trong cái bối cảnh của phụng vụ như vậy, khi chúng ta nhìn ra bên ngoài, trong những ngày tháng vừa qua, chúng ta cũng thấy cái bức màn u tối của màu tím bao phủ cả thế giới và cụ thể là tại đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Bức màn của dịch bệnh coronavirus làm hoảng sợ nhiều người. Thế nhưng một màu hồng nho nhỏ cũng thắp lên trong những ngày vừa qua, khi Tổng thống Donald Trump, ông đã tuyên bố về việc chuẩn nhận của Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Những nhân viên của FDA, họ đã chuẩn nhận hai phương thuốc có thể giúp chữa trị căn bệnh coronavirus. Tuy là hai phương thuốc đó đã có trên thế giới từ lâu rồi, thế nhưng người ta thấy rằng là những cái phương thuốc này đang giúp ngăn chặn những con virus tấn công cơ thể của những người bệnh. Thưa cộng đoàn, đó là tin vui cho nhiều người, và nhiều người họ nhìn thấy những cái điểm sáng le lói đang khi các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra những vaccine chữa trị cơn bệnh này. Thưa cộng đoàn, trong bối cảnh của phụng vụ và trong bối cảnh của thế giới như thế, lời Chúa ngày hôm nay lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu Kitô như là đấng chữa lành, chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu Kitô như là ánh sáng đích thực đã đem lại sự sáng cho người mù ở cổng thành kia. Vậy nên ngày hôm nay con mời gọi cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm chỉ một chữ bùn. Chữ bùn đó là cái chất mà Đức Giêsu đã sức vào mắt của anh mù. Cái bùn mà Đức Giêsu dùng đó là bụi đất của trần gian được trộn với nước miếng của Ngài. Và sau khi đã sức vào mắt của anh mù thì Ngài đã mời anh đi đến hồ Siloác, có nghĩa là người được sai phái. Đến nơi đó anh mù rửa, cái đôi mắt đã được Chúa sức và anh đã sáng mắt. Bùn đó là một hợp chất gồm những cái gì trần gian, vật chất, được sức với nước miếng trong kinh nghiệm của người Do Thái, đó là cái nguồn mạch sự sống. Và quả thực, chỉ những người sống họ mới tiết nước miếng ra. Do đó, có thể nói cái bùn đó là được trộn những cái gì bị động và cộng thêm cái sự năng động. Bùn đó là một biểu tượng của một sự pha trộn giữa những cái gì thuộc về trần gian và những cái gì thuộc về sự thiêng liêng. Bùn đó có phải chăng là một cái lời mời gọi chúng ta
hướng về Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa thật và cũng là người thật. Đấng là ngôi hai Thiên Chúa được Chúa Cha sai phái, sai đến trần gian. Tiến trình chữa lành của mỗi người trong chúng ta, hình ảnh chữa lành anh mù là một sự tổng hòa như thế. Ngài được Đức Giêsu Kitô, đấng là Thiên Chúa và là người, đấng được sai phái đến chữa lành. Kính thưa cộng đoàn, suy niệm đến đây, chúng ta lại nhìn ra cái bối cảnh của chúng ta. Quả thực trong những ngày vừa qua, giáo hội của chúng ta khuyến khích chúng ta, một mặt vừa áp dụng những cái lời mời gọi của các cơ quan y tế mời gọi chúng ta để giúp ngăn chặn dịch bệnh, nhưng một mặt khác, giáo hội cũng mời gọi chúng ta hãy khẩn nài Thiên Chúa của chúng ta. Trong lá thư của mình, Đức Hồng Y Daniel của Tổng giáo phận Galveston, Houston, Ngài đã viết cho các tín hữu rằng, trong cái thời điểm này, người tín hữu chúng ta cần phải sống đức tin cùng với lý trí, sống đức tin cùng với những cái phán đoán của mình thật là sáng suốt. Và cái lý trí và phán đoán đó là những lời mời gọi chúng ta, một mặt áp dụng những cái chỉ dẫn, và điều đó được thể hiện ngay đây, đang khi cộng đoàn chúng ta quy tụ trước màn ảnh nhỏ trong gia đình của chúng ta, để chúng ta hiệp thông với giáo hội trong thánh lễ Chúa Nhật Hồng này. Sự ngăn cách chúng ta không thể đến nhà thờ, đó là một trong những cái biện pháp để giúp ngăn ngừa sự phát tán của con virus. Và quả thật, các nhà mục tử là các đấng chủ chăn của giáo phận, hẳn là các ngài rất đau lòng khi đưa ra những cái biện pháp đó. Nhưng một mặt khác, các ngài tin tưởng rằng, dù chúng ta xa cách nhau về không gian, thể lý, chúng ta cũng không bao giờ xa cách nhau trong chiều kích đức tin. Và chúng con cũng nghĩ tưởng rằng, rất nhiều những người tín hữu thành tâm, bây giờ dù hiệp thông với nhau trong cái thánh lễ trực tuyến, nhưng cái điều đó nó cũng không làm cho đức tin của chúng ta ra mù tối hay là không có sáng tỏ. Nhưng ngược lại, nó lại càng chứng tỏ đức tin của chúng ta mãnh liệt hơn nữa. Kính thưa cộng đoàn, cái thứ bùn mà Đức Giêsu dùng để sức cho anh mù, đó là cái thứ bùn phải chăng chúng ta đang cần bây giờ? Một sự khôn ngoan trong cư xử, trong phán đoán, nhưng cũng không che giấu ở đó niềm tin của chúng ta. Do đó, mừng ngày lễ Chúa Nhật Hồng hôm nay, chúng ta hướng đến Đức Giêsu Kitô như là đấng chữa lành, không những thể xác, nhưng hơn hết, Ngài là đấng chữa lành đức tin. Ngài đã ban đức tin cho anh mù, ước chi Ngài cũng ban cái ơn đức tin đó cho mỗi người trong chúng ta khi chúng ta đang hiệp thông tham dự thánh lễ. Và thêm nữa, cộng đoàn chúng ta cũng nhớ rằng cái ý nghĩa của chữ bùn cũng mời gọi chúng ta không phải là tin một cách mù quáng, thế nhưng tin cùng với lý trí phán đoán của chúng ta mà Thiên Chúa ban cho. Và những cái phán đoán đó cần diễn ra đúng đắn. Cầu chúc cho mọi người có những ngày Chúa Nhật Hồng thật bình an bên những người thân và gia đình, để rồi chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Giêsu Kitô đứng được sai phái đến chữa lành cho mỗi người trong chúng ta, chữa lành cho gia đình của chúng ta và chữa lành cho nhân loại của chúng ta. Amen.
Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang sang xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta thật hạnh phúc được Chúa thắp lên ánh sáng đức tin, được làm con Chúa và được Chúa dẫn đi trong ánh sáng của tình yêu cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và giờ đây tha thiết dâng lời nguyện xin. Chính Đức Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian để chiếu soi mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng mọi thành phần trong Hội Thánh luôn hân hoan bước đi trong ánh sáng đức tin và tích cực loan báo Đức Kitô là ánh sáng thật cho thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình và mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống phúc âm hóa trong môi trường và hoàn cảnh của mình bằng đời sống tốt lành thánh thiện để xứng đáng hưởng muôn vàn phúc lộc Chúa dành cho con cái sự sáng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Anh mù thưa với Chúa Giêsu, lạy Ngài, tôi tin, rồi sắp mình thờ lạy Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người tín hữu, dù bị cách ly không thể đến thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa, cũng luôn biết làm rạng danh Chúa trong đời sống thường nhật và hoàn cảnh ngặt nghèo này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Ngài đã làm bùn sức mắt tôi rửa và tôi trông thấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân đang chịu cơn dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới được Chúa thương xót chữa lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Trong thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín của mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng chân thật dẫn đưa chúng con đến sự sống trường sinh. Xin cho chúng con vững bước trong hành trình đức tin bằng hy sinh, cầu nguyện, sám hối và hòa giải.
Nhờ đó chúng con được Chúa giải thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi và được Chúa dẫn đưa vào hưởng ánh sáng tinh tuyền, ánh sáng vĩnh cửu là chính Chúa trên nước trời, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lời thiêng dâng chưa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin chưa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Chúa con không lo chi đường dài, bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những nghi nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai con dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng lên hàng nghĩa tử của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới. Cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa trên cả tầng trời, chúng tung đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng.
lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con non chuyện Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Daniel chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những ý nguyện của những người tín hữu chúng con ngày hôm nay đang quy tụ trước màn ảnh để hiệp thông trong thánh lễ của dâng lên Chúa. Chúng con cũng dâng lên Chúa những ước nguyện, những lời khẩn nguyện của cộng đoàn dân Chúa, các linh hồn mà họ đã xin. Những linh hồn này là những người tôi tớ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tân cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sắc, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ông bà và anh chị em, trong tâm tình yêu thương, chúng ta chúc bình an của Chúa cho nhau. Chi ơn Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chi ơn Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đoàn cùng hiệp thông trong kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Khi tôi sinh ra, mắt tôi bóng đêm mà thôi. Đi trong hoang vu, biết đâu lối đi đường về. Ôi thân cô đơn, sống trong bóng đêm ê chề, nhưng chưa thương đến bên vỗ về. Và Ngài đưa tay chạm mắt tôi, Ngài mở mắt tôi, cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài mở mắt tôi, cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên, đem ánh sáng tình yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mở lòng thấy yêu thương mọi người. Khi tôi sinh ra, mắt tôi sáng như vì sao. Nhưng tôi vô tâm, cứ lo sống cho riêng mình. Chung quanh anh em, đói cơm khát khao công bình. Tôi cứ luôn sống rất vô tình, lòng lạnh giá chết cả ước mơ. Ngài mở mắt tôi, cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài mở mắt tôi, cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên, đem ánh sáng tình yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mà lòng thấy yêu thương mọi người. Mặt trời sẽ lên, đem ánh sáng tình yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mà lòng thấy yêu thương mọi người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin cảm ơn quý cha phó, giáo sư Đức Mẹ La Vàng, thầy phó tế, ca đoàn, thư tác viên đọc sách và tất cả quý cụ, quý bà và anh chị em đã cùng đồng hành với chúng con trong suốt một tiếng vừa qua. Và chúng con như là cha phó Khánh cũng nhắc nhở, hôm nay là Chúa Nhật Hồng, chúng ta phải vui lên vì trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng đã có Chúa, chính Chúa chữa lành chúng ta, chính Chúa soi sáng chúng ta. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn tất cả mọi người cùng đồng hành với chúng con trong những khoảng khắc một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý đài TV, Việt TV nữa, vì nhờ đài Việt TV mà chúng con có thể đến với nhau trong cái thế lễ này. Cầu chúc tất cả chúng ta một ngày mới an lành và một tuần lễ mới được mọi sự là bằng an. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Dù xe trong xóm nhỏ lao động thua xưa, miền nó ra đen anh ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao
tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người cha biết sống nhân ái, quên mình biết nêu gương sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng trong xóm nhỏ lao động, tua xưa miền Nam gió đêm thành ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao.